đầu tháng 4, STP Group chính thức triển khai thi công và lắp đặt dự án 04 lồng tròn HDPE đầu tiên tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đây là một trong các dự án lồng HDPE ra mắt toàn quốc của tập đoàn STP. Lồng tròn HDPE của STP được đánh giá có độ bền vật liệu lên tới 50 năm, thiết kế chắc chắn, linh hoạt chống chịu được gió bão từ cấp 8 tới cấp 12. Bên cạnh đó thân thiện với môi trường biển và giúp cho người nuôi gia tăng hiệu quả và sản lượng nuôi cá biển. Đưa ra để đảm bảo an toàn cho lồng và lưới không bị ảnh hưởng đến cái chất lượng lồng của STP. Tôi được giới thiệu mô hình HDPE cách đây 2 năm. Sau thời gian tìm hiểu, tôi quyết định đầu tư lồng. Tôi lựa chọn tập đoàn STP thì đây đơn vị hàng đầu về cung cấp nhựa HDPE nhanh gọn, uy tín, chất lượng. Đây là những gì tôi đánh giá về STP. Tôi rất mong lồng HDPE được ngư dân chấp nhận, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.